Thì đây là một cây mai bonsai mà có màu đớ, mình thấy là nó quá là khủng. Thì vườn mai này có một chú cầu bà Di, sắc đầu cầu bà Di luôn. Vườn rất là khủng, những cây bonsai, mai bonsai bộ đớ rất là dữ luôn. À, các bạn thấy bộ đớ dữ không? Quá dữ luôn. Bộ đớ dữ quá, bộ đớ nhìn đẹp lắm. Cây mai bộ đớ rất là dữ vậy. Bộ đớ quá đẹp, cây thì rất là nhiều bông, cây mai cúc rất là tuyệt vời. Rồi, cây này một đứa cũng rất là dữ nè. Các bạn thấy có đẹp không? Quá đẹp luôn. Không thể tưởng tượng được. Thì vườn mai của chú là nằm sát quốc lộ 1 luôn, ngay cầu Bà Di luôn. Cái này bộ đớ rất là khủng ha. Quá là đẹp luôn.
mai với quá nhiều những cái gốc mai mà rất là đẹp. Thực sự rất là choáng ngợp khi mà vô vườn mai này. Cây rất là dữ. Cây đấy chú. Cây to ấy. Dạ. Ở đây bộ đứa dữ quá ha. Chô nha. Wow, cái bộ nó gơ quá ha. Mình lấy vào ấy nhập bên đây nữa gơ chứ. Cây khiếp quá. Cây già năm lâu lắm hả chú? Rất là lâu năm. Dạ, em ở đâu? Con ở Tây Sơn á. Dạ. Ở giờ chưa ra sao đây em? Chưa. Góc này to nè, góc này. Dạ. Cái bông ra không chịu. Gốc xù xì như gia cấp ha. Chú là tên chú gì hả chú? Tăng. Tăng hả? Chú Tăng hả? Chú Tăng Cầu Bà Di. Dàn mai chú khủng á, quá khủng luôn á. Con đi coi rất là nhiều dàn mai rồi, thấy dàn mai chú quá dữ. Góc này mới đẹp nè. Thì bây giờ đang là buổi chiều đây. Cây mai này thì bông là quá đẹp. Xem buổi chiều thì nó mới đẹp được. Rất là hiếm gặp những cây mai mà bông nó đẹp như thế này. Đẹp kinh hoàng luôn. Cây này thì nhìn hoài không chán, bông vàng rực cả cây. Rất là đã ha. Bông rất là kinh khủng. Thì hiện tại là buổi chiều đây thì trời nó cũng không có nắng lắm cho nên hình ảnh nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà quay lúc trời nắng thì nó chói chang quá, làm cho những cái bông mai bị cháy, mất cái màu tự nhiên của mai. Cho nên hiện tại đây buổi chiều đây là trời nó dịu, cho nên cái cho ra cái màu sắc bông mai nó rất là thật đẹp. Nói là quá đẹp luôn. Thì hiện tại cây mai này còn khá là nhiều búp, cho nên nó còn nở rất là nhiều ngày nữa. Chưa phải là hết búp, sẽ còn nở nhiều bông nữa. Rất là đẹp. Mai rất là đã. Cái mai phải nói là rất là tuyệt vời. Mai này bình thường thôi chứ không phải là mai cúc. Mà với số lượng bông này thì nó cũng đẹp, không thua gì mai cúc cả. Bông rất là dày. Là quá dày luôn. Bọn nó
quá dày, số lượng quặng nó nhiều, nó đẹp, chả thua gì mấy cúc cả. Rất là đẹp ha, rất là tuyệt vời. Rất là đã. Bông này nó nở rất là lâu nè, coi cái số lượng bông rất là nhiều, coi này nó rất là nhiều ngày rồi, mà hiện tại thì trên búp nó còn rất là nhiều búp chờ, cho nên hứa hẹn thì nó nhiều ngày tới, nhiều ngày tới thì còn nở nhiều nữa, chơi rất là lâu, rất là tuyệt. Quá là đẹp. Cái của anh hả? Cái này giá bao nhiêu anh? Không có bán hả? Để chờ không có bán hả? Đâu được giá bán. Ý là giá anh mong muốn là bao nhiêu? Giá 100 đồng không bán. 100 đồng không bán hả? Cái này mà dạ. Dùng cái giống này nó nhiều bông quá. Sáng nó đẹp lắm, bông đẹp. Quá đẹp. Này gió gì ấy rồi. Nó rụng bớt ha. Thì cái mai 100 triệu mà anh chủ anh chưa bán mà rất là đẹp. Quá là đẹp luôn ha. Mai quá đẹp. Đẹp dày bông.